Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của kênh. Thì lại là mình Yên đây. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị hoàn thành một cái thành tựu rất là lớn ở bên khu online này. Đó là full level bên khu online này nhé. Thì max level hiện tại bên khu online này đang là level 114. Hình như cái phiên bản cũ, phiên bản trước theo mình nhớ không nhầm thì max là level 90, 80 ấy. Xong là nó update lên thêm được lên level 114. Thì hiện tại thì mình sắp chuẩn bị đạt được rồi đấy. Còn trong tương lai không biết nó có update thêm hay không nữa thì cái đấy mình cũng chưa chắc. Nhưng mà theo khá nhiều nguồn thông tin spoil thì có khả năng là trong năm sau chúng ta sẽ có thêm update về khu online này đấy. Thì hy vọng là game nó sẽ kiểu chú tâm bên khu này hơn. Thì bên khu này nó khá là khó chơi với lại ít update đấy, nên là khá là kén người chơi được ở bên này. Anh em có thể lựa lại trên YouTube xem mấy cái YouTuber nổi tiếng về game này á. Họ rất ít khi mà ra clip về bên khu online này. Có người không có chơi bên này luôn. Tại vì bên này nó ít update với lại không có content gì mới, nên là lâu lâu kiểu họ sẽ ra một số video clip nào đấy liên quan đến khu này thôi. Còn bình thường thì vẫn tập trung ở bên khu họp nhiều hơn. Theo một số nguồn thông tin uy tín thì trong năm sau chúng ta sẽ có update về khu online này nhé. Thì hy vọng là game nó sẽ chỉnh chu hơn về bên khu này để có nhiều người qua bên này chơi hơn. Anh em Việt Nam nào mà chưa qua khu này chơi bao giờ thì có thể qua chơi thử nhé. Nó khá là hay ấy, kiểu đậm chất sinh tồn luôn. Ở bên khu này cũng có khá là nhiều anh em Việt Nam qua rồi nhưng mà vẫn không đông bằng mấy thằng Tàu Khựa. Nên là hy vọng anh em sẽ qua bên này chơi cùng tôi. Thì đây là cái nhà của mình hiện tại đây, vừa mới update lên level nên là nhìn nó khá là bừa bộn, để chắc là mình sẽ sắp xếp lại tí. Thì cũng vừa mới mở được thêm một cái phòng nhỏ này. Phòng nhỏ này chắc là mình sẽ làm cái nhà vệ sinh ấy, cho nó hợp lý. Đấy, bên khu online này anh em có thể tùy cơ ứng biến, có thể kiểu xây dựng trang trí cái ngôi nhà của mình làm sao đấy cho đẹp nhất với lại theo ý của anh em. Nó không có như bên học. Bên họp nhìn cái nhà chán không muốn xây nó, kiểu làm cho có để mà đựng đồ thôi. Còn ở bên này thì nhà này anh em nhìn xem, đồ nội thất trang trí rồi tiện dụng đầy đủ luôn, có cả cái bồn cầu này, nhà tắm luôn. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta đều có thể sử dụng được hết nhá, chứ nó không có đơn giản là kiểu để trưng cho đẹp đâu. Đồng ý là cũng có một vài món để trưng cho đẹp thì mấy cái món như kiểu bình nước hay là cái kệ hoa, máy giặt này nó để trưng thì cũng đúng. Nhưng mà mấy cái món như cái ghế này, cái giường, cái bồn tắm với lại cái nhà vệ sinh anh em đều có thể sử dụng được nhé. Hiện tại mình đang khá là nghèo nên là chỉ mua được mấy cái đồ trang trí dởm dởm này thôi. Có mấy anh em nào mà giàu á, mua được mấy cái đồ trang trí nó đẹp, mua tường rồi nền sàn này nhìn đúng mê luôn. Nhưng mà mình có bao nhiêu thì xài bao nhiêu thôi anh em ạ. Sau này thì dần dần rồi kinh tế nó phát triển ổn định thì mình mua mấy cái đồ xịn mình dùng đấy. Thì mấy cái đồ trang trí này nó sẽ cộng cho chúng ta cái điểm gọi là điểm nổi tiếng nhé. Đấy, cái điểm nổi tiếng đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều bên khu online này, kiểu nó sẽ giúp cho anh em dễ bán hàng hơn này. Anh em nào mà có nhiều điểm nổi tiếng xong rồi kiểu tập trung về một cái clan ấy, đấy bán hàng khách đông như chợ luôn. Thì hiện tại mình cũng đang chơi solo, bên này giờ mình chơi kiểu bình yên thôi anh em ạ, không có đụng chạm đến ai nữa vì phiền lắm. Người ta thấy mình hơn người ta xong rồi kiểu người ta ghét à. Cái này cuộc sống mà anh em, mình chấp nhận thôi. Thì hầu như mấy cái content ở bên khu online này mình cũng đã đều làm hết rồi ấy. Như là đi mấy cái map này, rồi đi giết boss, PvP, đi tour thì mình cũng đều đăng hết rồi. Kiểu bên này nó không có update, không có nhiều lối chơi nên là chơi một khoảng thời gian là sẽ thấy chán à. Kiểu mình hoàn thành hết rồi ấy, không có gì mới để mà chơi tiếp. Thì mấy cái video đi tour thì mình cũng hình như mới đăng có mấy cái ấy, chắc là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ đăng nhiều video đi tour hơn. Còn PvP thì tôi PvP gà lắm em ạ,
Kiểu lúc nào có video nào mà hay hay được thì mới đăng lên thôi. Chứ bình thường đi PVP toàn loot hòm mọi người, chứ chả có gặp ai để kill ấy, nó khá là chán ấy, nên là thường mấy video đấy thì tôi sẽ xóa hết chứ không có đăng lên. Có nhiều ông không biết là anti tôi hay là coi tôi lần đầu ấy, thấy tôi để tên Trung Quốc ấy, xong là cứ comment dưới video bảo tôi là ăn cắp lấy video của mấy ông Trung Quốc đăng, tôi cũng lại luôn ấy. Không hiểu sao nói được thế, tài kiểu không có xem tôi lâu mà xong rồi cứ nhìn xong phán bừa ấy. Đúng chán luôn. Xong một hồi luyên thuyên thì tôi cũng sắp sửa xong cái nhà của mình rồi đấy. Thì trong giai đoạn hiện tại đang khá là nghèo nên là chỉ mua được mấy cái món trang trí rẻ tiền thôi. Cho anh em nào mà chưa biết thì bên khu online này chúng ta sẽ có 3 loại tiền tệ nhé. Một là tiền trắng, hai là tiền đỏ, ba là trái phiếu. Thì mỗi loại tiền sẽ có cách kiếm với lại công dụng khác nhau. Nếu mà anh em nào muốn tôi kiểu làm nội dung rõ về hơn về cái khu online này thì cứ comment phía dưới video nhé. Tôi sẽ đọc hết và sau đấy là làm cho anh em xem. Nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu hay là mấy anh em nào mà lần đầu có bên đây chơi ấy, muốn tôi làm về content gì bên này thì anh em cứ comment hết dưới video đi. Tôi sẽ đều đọc hết đấy chứ không có bỏ sót cái nào đâu. Hoặc là anh em nào mà có thử thách hay là cái content gì đấy hay hay thì cũng cứ comment hết đi. Tôi sẽ lựa ra những cái nào mà hay nhất để mà làm cho anh em xem. Thì hiện tại đang có cái kiểu mà cứ làm video theo sự kiện mùa, tôi thấy nó đang khá là nhàm với khá chán ấy. Nên là đang muốn tìm một cái content nào đấy hay hay để mà làm. Để kiểu mình sẽ đi theo một cái lối đi khác ấy, chứ không có chung chung như những YouTuber khác hay làm. Nó là cứ theo cái sự kiện mùa mà làm video ấy. Kiểu đấy nó hơi bị công nghiệp quá, nên là nhiều mình sẽ đi một hướng khác. Kiểu người thành công thì luôn có hướng đi riêng mà. Ok thì chắc là tôi sẽ tạm dừng video ở đây lại thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà thấy hay thì có thể để lại cho tôi một like và một lượt đăng ký kênh để mà ủng hộ tôi ra thêm nhiều video mới hay hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye 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 bye.